Cho số của anh linh tinh nhá. Người yêu gọi nhắc nhở anh nhiều cái không hay, mà toàn nhắc vào lúc đang livestream ấy, để Tiến Bư nó nghe thấy nó không vui. Sau mấy cái đấy kín kín thôi, hoặc bảo gửi mail cho anh ấy. Anh làm việc qua mail nhá. Thầy đừng nói phét nữa. Thằng ấy tên là phét á? À có à. Em ruột của Jin thì là Kẹt, còn người yêu của Jin là Phét. À, Mr. Phét. Sướng nha, đi Cần Thơ với nhau thế. Anh ấy có làm cho tí bài thơ nào không? Không. Jin hát hay lắm á, Jin hát lại chả hay. Mọi người không biết tôi nói thật các bạn nhá. Đã là du học sinh đi sang nước ngoài học nó đã vất vả rồi, mà Jin còn làm thêm cái công việc gọi là hát hò bên đấy. Thấy nghe đâu là sắp tới là về Việt Nam là quay một cái MV, bài hát là mang tên liên quan đến ship rất dấu kín. Tại vì là cái chủ đề này của Jin là mới chỉ tiết lộ cho tôi ấy. Thì đấy là một trong MV nằm trong album số 5, album thứ 5 của Jin ở bên Mỹ. Thế mà bán chạy lắm. Đây à, nghe cái giọng như này Jin ca sĩ mà. Chat 3 rồi này, 2 tháng sau đúng không? Jin in love. Jin người yêu rồi, Tiến Bư nó sim còn không được. Ai chết đấy? Ông bố bị cái bọn đòi nợ thuê đến đánh chết rồi. Đang cầu nguyện. Ui, nó còn không mua nổi cho bố nó cái quan tài, nó phải cuốn vào trong cái rẻ lau các bạn ạ. Nó continue đi. À, enter. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Ừ thì thôi đường ai nấy đi. Chúng ta cứ làm những việc mà chúng ta đang làm thôi. Ngôi nhà thì đang sửa chữa lại. Chúng ta có nhiều đồ ăn. Và chị sẽ bắt đầu đi đến thị trấn để lấy những cái vật dụng mà bố thường hay làm. Ông ấy muốn chúng ta làm cho nơi này trở nên tốt hơn, vì vậy chúng ta sẽ làm nó cho ông ấy. Ông bố bị hội chúa lợn đánh chết à? À, nhưng mà cái kiểu này nhá, để ở trên một cái xe gỗ này khả năng là chuẩn bị thiêu rồi ấy. Thiêu ấy. Ôi giời ơi, vừa mới mẹ mình tìm quan tài cho ông bố xong thì thằng núi nó vào avatar hình quan tài. Chúng ta không hề cô đơn ở quanh đây à? Không, giờ thì chúng ta cô đơn ở nơi này. À, chúng ta cô đơn ở nơi này. Ế rồi. Em luôn luôn có chị ở bên cạnh mà, chị sẽ không bỏ rơi em đâu. Chúng ta phải làm gì với bố đây? Chúng ta sẽ đặt một chỗ cho ông ấy ở ngoài nhà. Sao em không vào trong nghỉ đi? Rồi ôi, hai đứa thì mẹ mày thì đéo thì ông bố cũng bật dậy mà xem. À, từ quét xiêm đấy. Thiêu. Game làm âm thanh chuẩn phết. Hả? Dead zoom, bây giờ đi vào phòng bố đúng không? Hai đứa bé mất cha, một người vợ mất chồng. Ô, đường về nhà đâu? Đây, đây mộ ông bố đây rồi. Hello thầy tuổi non. Mày rồi cũng chết sớm thôi, núi non mon. Đây, đi vào nhà này. Enter the weather be house. Rồi chúng ta sẽ lên phòng bố để mà khám phá xem là trước khi ra đi thì ông bố để lại tài sản gì cho hai đứa con. Bây giờ cái nguy hiểm ấy là khả năng là theo tôi tính toán là con chị sẽ tìm cách để mà cho con em ra đi, xong rồi một mình là nhậu luôn cái nhà này, đỡ phải chia chác. Mẹ, game này mất dạy lắm. Nhưng mà nhân văn thì nó sẽ phải kiểu bảo vệ con em nó, xong rồi hai chị em cùng nhau phấn đấu xây cái ngôi nhà này thêm mấy tầng? 5 ending lượng mà. Cái gì 5 tầng á? 5 ending. Tí nữa thầy chọn, đi về là xong. À, 5 ending gì rồi, coi cứ để đấy. Còn một cái dây này, cái móc này rơi xuống là cái cửa này mở được ra này. Thế để cho Jin lựa chọn, thế nào Jin cũng lựa chọn là cho con em đi đua xe. Xong rồi cứ tốc độ cao là toang. Rồi, có một bó hoa để ở đây. Ảnh ông bố bà mẹ vẫn treo lên tường đây rồi. Bố có để lại cho một cái hộp này. Mở hộp ra đi xem nào. Ồ, bố mở ra một cái bố để một cái hộp, bên trong cái hộp có một tờ giấy. Trên tờ giấy có ghi gửi hai con gái Rose và Emma. Nếu như con tìm thấy tờ giấy này thì bố chắc chắn rằng đó là lúc con dọn phòng sau khi bố ra đi. Bố biết hai đứa có rất nhiều câu hỏi về việc tại sao chúng ta lại ở đây và về việc mà chúng con phải tự làm tiếp theo đó. Nó đã quá rõ khi mà bố không được khỏe. Dù đã gặp bác sĩ nhiều lần, hai con đã mất mẹ ở tuổi còn nhỏ như thế. Thật không công bằng khi mà hai đứa lại mất luôn cả bố. Bố muốn mọi việc phải ổn thỏa. Cái suy nghĩ để hai con ở lại thành phố là quá sức, cho nên bố mới chuyển tới nhà của ba mẹ ở quê. Bố muốn dạy cho các con cách tự làm ra thức ăn, sửa chữa vật dụng quanh nhà, và có thể tự mình cũng như nương tựa vào nhau. Hy vọng rằng sau khi bố ra đi, các con có thể tự chăm sóc bản thân mình. Và ở vùng đất an toàn, màu mỡ này, căn nhà này là của bố, giờ nó là của các con. Và mong rằng nó cũng là nhà của con cháu các con nữa. Bố hy vọng bố đã cho hai đứa tất cả những vật dụng cần thiết để tự lập. Hãy xem đây là cơ hội cho một tương lai tươi sáng. Luôn yêu các con. Thật ra Jin có dịch là nói giảm nói tránh đấy. Thì thực chất ở cái mẩu giấy này nó ghi như này: ông bố thì trước khi ra đi có viết lại để lại tờ giấy cho hai đứa con, và là khoản nợ thì vẫn còn, mà hai con thì cũng đang trong tuổi ăn thôi. Thì sau này lớn lên thì nhớ đi làm trả nợ cho bố. Cái nhà này thì sổ đỏ thì bố cũng gán cho người ta rồi. Thì khi nào mà các con đã đủ điều kiện là đi làm được rồi, tự kiếm tiền được rồi thì tự chuyển ra ngoài sống. Bố yêu các con. Đấy, cái câu chuyện nó như vậy, nhưng mà nói giảm nói tránh đi, nghe nó nhân văn thôi. Xem Emma đâu? Emma đâu rồi? Con danh con đâu rồi? Để tôi tạo ra cái tín hiệu để nó biết được rằng là mình sắp vào vòng nó. Đấy. Đấy, con danh con. Lại ngủ mày, mẹ bây giờ mày phải chịu cái quyền kiểm soát của tao. Chị cứ nghĩ là em đang vẽ chứ. Ôi, cứ tưởng là mày dậy làm việc đi. Em éo muốn làm. Đấy, thì không tâm trạng thì khác gì là không muốn làm. Ui, dài quá. Thật tệ khi chúng ta không có dây cáp ở đây cho tivi, nhưng chị có thể mở một bộ phim cho em. Chị nhớ có thấy cái hộp băng đĩa ở đâu đó để chị tìm xem. Lục phải đúng cái quận băng của ông bố lại như kiểu bu lon em sinh viên các kiểu gì thôi toang này. Hy vọng là bật được cái phim nó lành mạnh tí, không là toang hai đứa đây này. Rồi thôi xong rồi đi tìm phim thì chết rồi. Mà nhất là những cái phim đấy là ông bố lại giấu rất kỹ cơ. À bây giờ đâu đi tìm phim à? Con bé có 8 tuổi thôi, nó hiểu gì đâu. Đấy, 8 tuổi thì bây giờ nó lỡ nó xem phải, nó lại kiểu tiêm nhiễm vào đầu nó rất là nguy hiểm. Bây giờ mình phải chọn băng cho nó chuẩn này. Tôi nói thật, bà này mà là bà Jin thì thôi dí cho con em xem linh tác linh tinh, xem bệnh xem bạ ngay đấy. À đây, băng đây rồi, băng đây rồi. À đây, ủa đây đầu băng. À bây giờ phải tìm băng. Ủa băng ở đâu? Không, mình tốt nhất là không tìm ở trong phòng ông bố các bạn ạ. Jin dí xem sẽ lé. Bây giờ mẹ rồi, ôi băng mà giấu kỹ thế này thì tôi nghi là ê, hey, đây là đĩa. Băng, ủa ông lúi ra, anh lúi ra. Jin ơi, nếu như mà là em thì em giấu quật băng ở đâu nào? Em không biết. Em không biết à? Bây giờ anh sẽ đặt anh vào vị trí của em, anh sẽ đi tìm quật băng đấy. Ôi trời, đúng luôn này. Đấy, được không? Khi mà tôi vừa mới đặt cái suy nghĩ của Jin vào đầu mình cái này, tìm ra luôn. À, một cuộn băng. Ê, mới kinh như lại. Rồi, bật luôn nhá. Tự bản thân mình mà tìm là không ra đâu, nhưng mà mình phải áp cái suy nghĩ của Jin vào. Hả? À, power. Tu non này. Holy Fit. Phim tên là Holy Fit. À, Jolly à? Jolly Fit. Úi dồi! Má mày, sao mày vào mày mệt? Mẹ mày đã ngồi đây lúc nào rồi? Play này. À quên bật tivi. Rồi xem nào. Jolly Fit. Đây là một cái phim hoạt hình cổ các bạn ạ. Phim rất là ý nghĩa. Chúng ta sẽ xem cái bộ phim này diễn biến nó như nào nhá. Vừa vào đầu phim thì chúng ta sẽ phải nghe một cái đoạn nhạc. Popeye à? Bố mày ngồi trước màn hình xem một mình, đéo cho mày xem. Chồng lẻ lưỡi. Đấy, đấy, bậy nha, bậy nha. Trời ơi, cá. Cá thì nó chạy trên mặt nước vậy. Đúng là bad phim. Bad phim mẹ luôn. Cái thuyền có thể co giãn được như cao su, mà mặt nước thì bọn này có thể đi được, thì việc đéo phải đi thuyền. Rồi, có tiếng hát. Ủa sao con cá rồi bé tí vậy ta? Mực nướng. Réo kiểu mấy con bọ gậy. Bọ gậy ở mấy góc. Cua. Cạp. Thế con mực trông như kiểu cái mặt nó như con khỉ nhở. Ủa nhiệm vụ của chúng ta là phải ngồi xem hết cái phim hoạt hình này á? Mẹ nó làm cho có vài remix thì xem đến đéo bao giờ xong. Cá kiếm này. Thầy để cho con em mình nó xem còn mình đi nghỉ chứ. À thế à? Thế mày ở đây xem nhá. Tao bảo mày đeo mặt nạ và đi, mày để mặt không này. Mẹ tao lại càng sợ ấy. Sau xuống thì bảo chị một câu chứ. Rồi, con em chăm chú xem lắm. Tôi sợ nhất là cái đoạn đầu thì nó đúng là phim hoạt hình, nhưng mà đoạn sau nó lại là phim vớ va vớ vẩn. Ngày xưa là các cụ hay tạo ra những cái cuộn băng nó không ngủ được. Mình không ngủ được rồi. Trời, xong luôn chat va. Ủa sao cái chat này ngắn vậy? Cái phim đấy là có thật ở trên YouTube đấy. Cái tiếng nhạc thì nó vẫn vang vẳng bên tai. Thần chú Bạch Tổ và những giấc mơ tà thuật. Tôi đã dành nhiều thời gian ở nhà hơn, tìm kiếm những văn bản từ cộng đồng lịch sử để tìm cách tiếp tục thành chú máu mà không phải trực tiếp vào nhà ai đó. Khi đọc cuốn sách Remorium Verum, tôi đã hiểu khái niệm Bạch Tổ và những ảnh hưởng mà chúng để lại. Tôi tiếp tục tìm kiếm và tìm thấy một thứ thú vị trong cuốn sách của Honorius. Có thể có những ảnh hưởng mà không cần hình thức vật lý nào thông qua phương pháp của thần chú Bạch Tổ trên một mảnh đất hoặc một cấu trúc. Bla 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 bla. Tóm lại là cái quyển sách này nó nói về cái thần chú đúng không? Đúng vậy. Rồi, rồi, thế là hiểu rồi. Ôi xuống xem phim buồn hơn. Ôi đơ máy rồi. À đây rồi. Đấy để tôi dịch cho. Thì nó đang nói đến một cái thần chú liên quan đến máu, thì có thể mang máu vào nhà người khác. Đấy rồi. Cái đoạn hồi nãy nó nói là có thể sử dụng giấc mơ để chiếm lấy thân xác của một người nào đó. À vậy là cái con Lucilia mờ này này, cái con mẹ Lia này này là đang muốn chiếm thân xác của con dâu 8 tuổi, đúng không? Việc tiếp tục nghi thức của tôi thông qua sự an toàn của giấc mơ và giữ gìn ảnh hưởng của tôi ngay cả sau khi chết là quá hấp dẫn nên phải thử nghiệm. Tôi và hội con lợn đã bắt đầu chế tạo những vật tổ này theo đúng đặc điểm cụ thể của chúng. Tôi tin rằng chúng tôi có thể tìm ra chìa khóa để che giấu những việc làm của tôi để khỏi bị nghi ngờ. À. Lucilia. Con mẹ Lia này là cấu kết với cả hội Thánh Đức Chúa Lợn đây này. Và sao mới mình ngủ đéo ngon. Chiếm đoạt thân xác trẻ con, mình thân đồng mà. Xong bi béo định chiếm đoạt thân xác. Hình như là đến chapter 4 luôn đấy. Tại vì thấy nó vừa hiện cái activative. Mình nghĩ rằng nó tới từ tầng dưới. tiếng động. Ồ. Ôi trời ơi, mẹ mình cứ đêm hôm lại thức dậy làm cái mẹ gì không biết. Đấy rồi, có đèn các bạn ơi. YouTube giờ Âu Lancer. Hả? Ấn gì để bật đèn nhá. À đây đây. Ôi giời ơi, mẹ mày sáng thì đéo đi xong rồi cứ đêm hôm là lại có chuyện. Cái nhà này buồn cười thật đấy. Ê ma hơi ngủ cho em. Ui, con này ngủ như chết rồi. Tầng dưới hả? Ngửi như mùi thịt thối. Thịt thối á? Chẳng lẽ ông bố ông đi đấy? Cái ghế tự đung đưa nhá. À, chỉ là một cái đèn nó đổ thôi các bạn ạ. Không vấn đề gì đâu, mình có thể dựng lại lên được mà. Với sức của mình. Thôi tôi nghĩ là cái đèn này nó sẽ là một trong những cái nét đẹp phá cách của căn nhà này. Khi mà những cái đèn khác thì đang đứng như này, chúng ta sẽ có một cái đèn nằm. Đấy, mới độc đáo. Ok. Không có ai cả. Về an toàn nhá. Từ từ, ông bố cái lúc còn sống là rất hay ngồi ở ghế sofa xem phim. Ui rồi, ui, cái gì đấy? Tôi dọa các bạn đấy, sợ không? À, con nhói. Em á? Em đang làm gì ở đây? Tại sao em lại mang giày và áo khoác? Chắc em mới bị mộng du. Thôi nào, đi cùng chị về lại giường ngủ thôi. Nghe giọng của Jin ghét nhỉ? Thôi nào. Thôi nào. Nó mộng du thật đấy. Ôi chồng bà đi. Đây. Thôi tao phải nhìn mày. À đúng rồi, đi con mạnh cái đường khó này cho nó vấp ngã chết cha đi. Ê, đéo bắt được chị. Ủa mày mộng du mà mày đi khôn vậy, tao đi đâu mày biết vậy ta? Đây, đi đây. Trông mặt. Con này cho đi lên cầu thang thì đéo cũng ngã các bạn ạ. À, tôi có một cách. Không mở được với đâu chứ. Đây. Phòng của em đây này. Rồi, vào đây, phòng của em đấy. Vào đi. Em đéo hiểu mày tỉnh hay là mày. Thôi đéo ra rồi. Các con mẹ. Đéo ra rồi các bạn ơi. Em mới đi ra cho chị ra nhờ cái. Két mẹ luôn rồi. Lần này két thật mẹ luôn. Két thật rồi, con này nó đéo đi ra được. Ma nó chị. Thôi xong rồi mẹ ở đây kinh quá. Nghiệp quật rồi. Ủa đi ra xem nào. Loạt. Ma mất dậy thật. Lẽ ra cái tình huống này nó phải đéo diễn ra chứ. Rồi hiểu rồi. Bây giờ mình chạy giống mình gặp nó luôn là được. Mất dậy thật đấy. Cứ tưởng lừa được nó, đéo hay ngờ mình mới là người bị lừa. Ok, tôi nghĩ là có cái gì đấy ở dưới cầu thang. Mình định, cái ý định của tôi ấy là tôi sẽ đi vào đấy xong rồi nhốt nó trong đó. Thế đéo, cái con này nó khôn quá. Nó cứ giả vờ mộng du chứ còn làm đéo còn đứa là mộng du mà thính như nó. Thôi chuẩn chỉnh. Không nghịch nữa. Từ xem phòng bố mở được không? Tí nhét nó vào phòng bố. Chết mẹ mày. Mày xong với bố mày rồi. Cho nó vào phòng bố luôn. Này, đâu rồi. À, từ, đây, đường này đi cho dễ này. Mẹ danh con. Emma. Rồi, đi với chị nào, chị dắt về phòng nào. Không, con này nó đi giày với cả nó mặc áo khoác là khả năng nó định đi ra ngoài. Nhà bị mình phát hiện đấy. Let's get you back to bed. Đây, hãy bật mẹ phim hoạt hình lên cho nó xem tiếp. Không bật được. Mà thôi, đi vào phòng ông bố rồi lại kẹt tiếp phát nữa, mẹ lại mất thời gian để cho nó về phòng đi. Cho này về phòng ngủ đi. Mẹ danh con. Thề tao đi xa vãi đái luôn mà mày vẫn có thể theo được tao. À đi nào. Chồng. Ngáo đét. Chơi ít thôi em ạ. Mẹ 18 tuổi mà chơi nhiều này nó hại người ra đấy. Ê ai đây? Mẹ mày đập cửa tôi lại vào, tôi phá cửa đánh nó trận đấy. Cái quái gì vậy? Đây phòng của bà đây. Về phòng đi. Vánh rác à? Mai chị mua cho cái khác nhá. Ủa mày không lên giường mày đi theo tao làm mẹ gì vậy? À đây rồi, mình phải đi vào giường cho nó. Đang định nắm con bé ngủ, tôi định đọc truyện cổ tích cho nó nghe. Hoặc là một đêm kỳ lạ, cảm thấy như mình bị mất trí ấy. Đi coi Emma thế nào thôi. Sáng rồi, sáng rồi. Sáng rồi, yên tâm rồi. Sáng rồi. Ê, trong phòng con này cũng có ảnh của cái bà ấy này. Bà Lia này. Ơ sao lại thế nhở? À hình như là phòng này trước đây là phòng của bà Lia. Ok, sang phòng kiểm tra xem con Emma nhà rồi nhá. Emma ơi. Lại đi đâu rồi? Mẹ con danh con. Rồi bây giờ mình sẽ phải đi tìm nó đúng không? Bây giờ kiểm tra từ phòng bố trước này. Phòng ông bố thì mọi thứ vẫn bình thường này, không có gì thay đổi này. Bó hoa. Ui, nó làm chuẩn không? Hôm qua là cái bông hoa ở đây là còn màu hồng nhá. Mà hôm nay là héo héo có tí úa này. Game làm rất thật nhá. Đánh giá hơi bị cao ấy. Đây rồi. Ủa mày ăn gì vậy em? Tự biết làm đồ ăn luôn, 8 tuổi mà tự biết ốp trứng ăn bánh mì. Em đã bị mộng du tối qua đấy. Mộng gì? Mộng du. Mộng du. Em có à? Em éo nhớ. Chị không biết là em bị mộng du đấy. Có lẽ mấy tiếng động kẽo kẹt và gõ cửa buổi đêm đều là em làm. Tôi nói thật với cả các bạn luôn nhá. Tự nhiên là bởi vì sao mà tự nhiên cứ nó chỉ là chữ éo thôi, nhưng mà từ mồm Jin phát ra thì tôi lại buồn cười. Tại vì các bạn phải nghĩ đến cái hình ảnh của một cô gái cao 1m82, đi đôi guốc cao 32 phân. Mà nói một câu chửi bậy nó không khác gì là những cái học sinh đang quàng khăn đỏ ấy, vừa lững thững bước chân vào ghế cấp 2 ấy thì bắt đầu bập bẹ chửi bậy. Nó như thế luôn. Như kiểu cái bọn trẻ con tập chửi ấy. Maybe có thể đúng không? Chúng ta sẽ vượt qua sớm thôi em à. Bố muốn chúng ta cùng nhau là ngôi nhà này thành nhà của chúng ta. Em biết. Em biết. Em có thể tưới nước khu vườn hôm nay không? Chị sẽ đi chặt vài khúc gỗ ở phía bắc ngôi nhà. Đêm hôm qua đã rất lạnh. Không, hình như là Jin ấy. Jin cùng lắm là lớn bằng cái con Emma này. Hình như Jin 18 tuổi thôi. Bảo sao từ chối tình cảm của mình. Cao hơn á? Ôi lườm này. Mẹ mày nhìn chị mày mắt ánh mắt gì đấy? Cụp pha rồi không? Mẹ không cụp pha rồi, bố đánh vào trận rồi lại. Giờ tao là nhất ở trong cái nhà này. Ở nhiệm vụ tiếp theo là gì nhờ? Quên mẹ rồi, cái gì đây? À, đi ra vườn à? Liếc chặt gỗ. À chặt gỗ à? Thiếu bàn tay của đàn ông trong gia đình thì thành ra những người phụ nữ sẽ phải lao động thôi. Có Tiến Bư ở đây thì tốt nhờ. Tiến Bư sẽ đứng xem Jin chặt gỗ. Mặc dù Tiến Bư nó đéo vào giúp đâu, nhưng mà nó có thêm một người gọi là đứng xem, mình sẽ hứng thú làm việc hơn. Đứng cổ vũ hả thầy? Nó đứng cổ vũ thôi chứ thằng đấy thì hy vọng gì nó chặt gỗ hộ. Gọi là có tiến bư vào thì nó cũng... Rồi, ok, vừa đi chặt gỗ à? Đừng bảo ra tận đây chặt gỗ nhá. Ít getting cooler and we need. Ok, chúng ta cần một ít gỗ vào tối nay. Quan trọng là chặt ở đâu thì nó không nói. À, đây, đây, đây. Hình như là ở vườn là có cưa cùng thế này. Ôi, mẹ mới không cầm được. Thôi xong rồi, kiểu này là phải đi đâu đấy để chặt gỗ rồi. Không phải là ở quanh nhà đâu. Mẹ thế mới chết chứ lại. Đây. A xe. Ui. Mẹ mày bơi hết vào đây. Cái cây đầu tiên. Ơ, chẳng phải à? Hình như là mình chỉ được chặt. Đây 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 rồi. Đây, tôi miêu tả cho các bạn cảnh đây là tay, đúng tay của Jin luôn. Tôi từng nắm tay Jin rồi. Y hệt luôn, đúng đôi bàn tay này luôn. Đây, Tiến Bư sẽ ngồi đây này, xong rồi Jin cầm rìu này. Đấy. Ủa, thao tác chặt gỗ có vậy thế? Ơ, thằng Kẹt ấy, nó ngoan với Jin là bảo là chị em đánh em mấy lần thở không nổi, tay này thì đánh em thì trả lực. Thằng Kẹt nó dám láo đâu. Thôi ôi, cái cây chỉ còn cái gốc mà thôi. Được chưa? Xong nhiệm vụ chưa? Đem gỗ vào. À, đem gỗ à? Ok, cầm gỗ vào này. Pick up the gỗ, vô tình giọng em vang lên. Rose. Ai đó đang gọi Rose. It sounded north of here. Ai đó vừa gọi tên mình đúng không? Tiếng nó phát ra từ hướng bắc. Ui. Có lẽ mình nên đi nghiên cứu xem. Từ từ, bây giờ nó bảo là cần một ít gỗ vào tối nay mang về nhà. Ủa? Không nó vào được. Coi ai gọi nó. Hướng bắc à? Hướng bắc là về trên này à? Tây bắc, tây bắc. Tây bắc à? Tây. Tây bắc là phải trên đúng không? Là đây à? Đi vào ngôi làng này à? Giời ơi, sao mình ngu thế chứ lệ vậy? Có tiếng gọi thì kệ mẹ đi. Mình đang đi qua một cái khu vực. Khu vực này không có ở trên bản đồ. Không biết là đi đúng đường chưa? Không. Hình như có những cái âm thanh gì đó rất là nhỏ. Ồ, có một quyển sách này. Dường như sách hành trình của một ai đó, dù chỉ có một trang là không bị xé ra. Thần chú ba ngôi. Giờ đây tên thần linh của ngươi với hơi thở đầu tiên của ngươi đến từ ... liên kết với bạn sự phục vụ của một ... Bởi Chúa, ngươi bị ràng buộc bởi máu và từ đó sẽ đến mồ chôn tự nhiên của ngươi. À, ba cái chưa viết này là sẽ điền tên của phù thủy đúng không? Quýt này này. Đúng rồi. Cái đầu là điền tên của phù thủy, thứ hai là ngày sinh, ngày tháng năm sinh, cái thứ ba là family là đây, một người. Ông kia vừa xuất hiện rất hay cái thì mic của Jin bị tập thịt. Ok, nói đi. Ai đó đã viết thứ gì bên dưới những câu thần chú. Bạn không an toàn đâu, hãy đóng thứ này lại và đừng nói cho ai biết. Từ một người bạn từ ngôi làng phía đông. À, có ai đấy đã. Ui, mẹ tự nhiên nhạc lên. À, vậy là đúng rồi đấy chứ. Mình vừa di chuyển tự nhiên lại đúng được vào cái khu vực này là đúng nhiệm vụ yêu cầu rồi đấy. Đọc hiểu lắm được. Jin kinh nghiệm sống mười mấy năm ở bên Mỹ. Jin nhá, đến đẳng cấp của Jin nhá, ra chợ nhá, mua đồ còn mặc cả với cả bà bán chợ ở bên Mỹ cơ. Cãi nhau luôn cơ mà. Bà bán chợ á? Bà bán hàng ở ngoài chợ ấy. Jin còn cãi nhau luôn mà, mặc cả các kiểu. Đến đạt đến trình đấy rồi mà. Cho các bạn sang là chỉ biết là hỏi cái này giá bao nhiêu, xong rồi giả tiền là mua đúng không? Mặc cả luôn. Bán hàng ở chợ nhầm, bắt lỗi. Zetot Fire Black là nhét củi vào trong lò sưởi đúng không? À. Ủa. À, chất vào đây đã. À. Hai khóm gỗ, một khóm dùng để đốt và một khóm dùng để dự trữ. À, ok. Còn một chỗ nữa có thể cất được. Light the Fire Black, thắp sáng ngôi nhà này. Đốt nhà. Cái diêm nó ẩm quá. Rồi. Mẹ thằng ô lam kìa. Viết linh ta linh tinh. Cái gì đây? Finish the Greenwater là gì? À, đọc tên cuốn sách. À, tò mò muốn biết Lia là ai đúng không? Tôi muốn biết thêm về Lia. À. Muốn biết thêm Lia chỉ có liên hệ anh W là hiểu rõ nhất. Gì cũng hay, gì cũng biết. Ủa, trăm năm rồi. Thế game này sắp hết à? Rồi Zimoze. Lia ký đấy. Trên những vật chứa và sự sở hữu, trong vài năm qua, tôi tin rằng tôi đã thực sự xây dựng được thứ gì đó bền vững ở thị trấn này. Hội lịch sử hiện hoạt động như một ngôi nhà dành riêng cho nghiên cứu của chúng tôi. Và chúng tôi đã có thêm 2 thành viên tham gia, tăng số thành viên lên 7. Mặc dù tôi phần nào đó vẫn không thể tin tưởng bất cứ ai. Mặc dù các thành viên ngày càng trung thành với tôi, nhưng không ai tận tâm với công việc thủ công như tôi. Đánh thức giấc mơ của những người xung quanh thị trấn thông qua phép thuật là một nghiên cứu chậm chạp và đã tạo ra lo lắng cho một số thành viên. Tôi không thể thành thật với họ về động cơ của mình, vì giai đoạn cuối cùng là sự chiếm hữu, là một hành động không thể tha thứ. Nếu liên tục đặt đủ ảnh hưởng lên một cá nhân trong khi họ ngủ, thì họ sẽ không thể chống lại sức mạnh của nó và cho phép tôi nhập vào cơ thể của họ dưới dạng mộng du. Sau đó, vật chứa này có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ cần thiết nào hoặc nghi lễ phép thuật nào mà tôi yêu cầu. Vì vậy tôi đã giấu những bạch tổ này khắp thị trấn mà không ai biết. Đây sẽ là công cụ trong việc duy trì ảnh hưởng của tôi, dù hội con lợn có còn trung thành với tôi hay không. Cái từ Suku MB kia là nghĩa tiếng Việt là gì đấy hả Jin? Dây ken Suku MB. Chống đỡ à? À. Ví dụ bảo là chống đỡ đúng không? Ví dụ kiểu thằng nào mà sắp bị đánh mình bảo là mày hãy Suku MB đi. Là ý bảo mày hãy chống đỡ đi. À, ok, học được thêm từ mới. Nếu như họ làm cho tôi thất vọng thì tôi sẽ nhập vào ai đó trong thị trấn này khi họ mơ và việc của mình thông qua thân xác của họ. Bẩn gì cái từ đấy nó viết như thế, mình đọc như thế. Từ đấy đọc đúng là gì hả Jin? Đọc xúc UMB đấy. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhá, khi ai mà bảo là tôi sắp bị đánh thì bạn hãy khuyên người ta Suku MB. À, chống đỡ đi. Đấy. Mình phát âm chuẩn vết đấy, bên Mỹ người ta còn phát âm như thế thì còn bảo mình sai chỗ nào, bẩn cái gì. Từ đấy là không chống đỡ nổi mới đúng. À, không chống đỡ nổi à? Nghĩa phủ định đấy, đúng rồi. Hôm qua tao vừa bị đánh, tao Suku MB. À, tao bị đánh, tao không chống đỡ nổi. Tôi đang ở đâu? Lại đèn rồi. Thấy nơi này. Có một cái hòm. Thực ra từ đấy đọc tiếng Anh cũng hay lắm. Là gì? Sụp búp bể. Hả? Gì cơ? succumb. Succumb. Hồi lợn. Ui, ông mày bụng phệ này. Chúng ta gặp nhau bí mật tại cộng đồng lịch sử ở làng phía đông. Vì vậy hãy chỉ đến vào ban đêm. Hãy gõ cửa 3 lần, rồi 6 lần, rồi 2 lần. Đây là tín hiệu của chúng ta với nhau. Chi tiết này cần phải để ý này. Gõ cửa 3 lần, 6 lần và 2 lần. Ok, 3, 6, 2. Có thể đây là manh mối để mà mình đi được vào bên trong. 3, 6, 2. Rất là nhiều nến được thắp ở phía bên dưới. Nó sẽ dẫn chúng ta đến một nơi nào đó. Chúng ta sẽ đi theo cái con đường mà được thắp nến nhá. Tôi đéo đi, tôi thích đi đường này cơ. Đấy, xong rồi tôi mới rẽ vào. Coi như là mình có một lối đi riêng. Đi đường tắt đi các bạn ơi. Hả? Đây là những ký ức à? Ủa, giật cả mình tưởng lỗi game. Đi đúng đường đi. Đây cũng có một cái đèn dầu này. Mẹ, cứ tưởng lại bị kẹt một lần nữa lại phải chơi lại. Cái đoạn này không chạy được, chỉ đi chậm. À, những cái đèn dầu này nó tự thắp khi mà chúng ta đi qua. Bảo sao có cái tiếng quẹt diêm đấy. Ai đây? She's dead, Marcus. You drowned her. Cô ấy đã chết, Marcus. Cậu đã dìm chết cô ấy. Tao chỉ muốn dọa cô ta một chút thôi. Tại mấy cái chuyện của phù thủy ấy. Hãy ném xác cô ta lại xuống hồ đi. Sau đó đốt mấy đôi giày. Rồi mang cái gì đó khác vào. Không phải chúng ta nên nói cho ai đó sao? Đừng có kể cho ai hết. Don't tell anyone. Ui, giọng nội lực nhờ. Biến mất rồi. À, bọn đó mang xác của cô gái này thả xuống hồ rồi, xong rồi đốt mấy đôi giày rồi. Don't talk anyone. Mình sẽ học cái câu này. Khi nào mà mình có một bí mật gì muốn kể cho người khác, mình sẽ nói thêm câu don't talk anyone. Mẹ nghe nó tây. Theo chứ. We found her in the lake. Hội con lợn. Chúng ta đã tìm cô ấy. Chúng ta đã tìm thấy cô ấy ở dưới hồ. Bọn họ đã ném đi một người nắm giữ một món quà lớn. What should we do now? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Take her body to our place of worship in the village. Hãy mang xác cô ấy đến chỗ thờ cúng của chúng ta ở trong làng. Chúng ta cần chuẩn bị nghi thức mà Lia đã chỉ cho chúng ta để thực hiện khi cô ấy chết. Hội vi béo đây, thánh đức chúa lợn đây. Xuất hiện từ tập trước rồi. Is Lucilia's spirit not back in her body? Could that be why Emma and I are having these dreams? Có phải Lia, linh hồn của Lia chưa trở về cơ thể của cô ấy không? Điều đó có phải là lý do vì sao mà Emma và tôi đã phải có những giấc mơ này? Họ đã hoàn thành nghi lễ chưa? Mẹ có biến rồi. Cái gì đúng thì thôi lại bày đặt mách. Ê, nghĩa địa các bạn ạ. Thôi đừng vào. Mẹ tự nhiên vào xong rồi mấy cái xác chết nó bật nắp nó dậy thì lại càng sợ. Cái con đường này lạ lắm. Hay là cái chỗ này là cái chỗ nhà thờ nhở? Mà xong rồi kiểu đi buổi tối mình nhìn nó không được bao quát đấy. À đây này, đúng rồi. À không, chỗ này lạ lắm, chỗ này lạ lắm. Hoặc là đây là một cái căn nhà ở cái ngôi làng mà chúng ta chưa tới. Dọa trẻ con à? Đây, bà Lia đang dắt theo con bé Emma. Ủa? Đây là nhà mình. Nhưng mà cái kiến trúc của nó thì rất là khác. Hình như là... Ôi, nhìn kinh thế. Hay là Chúng ta có một khách mời, có lẽ cô muốn biết bí mật của chúng tôi. Thế thì con này vớ vẩn là kiếp trước của nó là cũng nằm ở trong hội Thánh Đức Chúa Lợn. Ông này cao thế nào? Tín hiệu của chúng ta là gì hả cô gái trẻ? À... 362 à? 362. Như chọn một cái. Đây, đúng rồi, cái này đúng này, 362 này. Nếu sai thì sao? Nhờ. Không, không nên. Mình hãy chơi theo đúng cái suy nghĩ của mình. 362. Đau quá. Trí nhớ của tôi tốt lắm. Thành ra mấy cái này không nhầm được. Welcome. Bật đèn lên các bạn ơi. Ô, đây là phòng của ông bố. À không, đây là phòng của mình. Có một mẩu giấy này. Một sự kiện đã làm thay đổi định mệnh của bạn. Ủa, chỉ vào để lấy cái tờ giấy đấy thôi á? Tò mò thế nhở. Thế còn cái hộp quà kia. Rồi tôi xong rồi. Chỗ này thì lạ là cái chắc rồi. Từ gõ cửa. 3:30 sáng. Điếu lành rồi. Còn ngu này nữa mẹ. Phim. Giải thích cuối cùng tụt xuống cho xem này. Cái gì tụt xuống? À cái xích. Mấy tập trước mình cứ mơ xong là xích nó. Đúng rồi. Thế quả này cái xích này khả năng là dụng rồi này. Đấy đúng rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ phải vào khám phá căn phòng này rồi. Ê, để em tự vào đừng ai ra nhá. Chắc chắn trong căn phòng đấy nó có cái vấn đề gì rồi. Và khả năng là cái hội Thánh Đức Chúa Lợn là nó đang nằm ở trong đấy. Nó hoạt động ở trong đấy. Kiểu nó thông ra một cái con đường nào đấy ở ẩn dưới lòng đất ấy. Tiếng động đó là gì? Gái xinh à? Rồi ôi, vẫn là buổi đêm mà. Mẹ tại sao nó không đi ban ngày chứ nhở? Mẹ tại sao cái đêm hôm nó lại đi vậy ta? Cái gì đây? Mẹ mày chả có gì mày cũng hét. Bố con nhân vật thần kinh này. Em ơi! Mùi thật là kinh dị. Sàn nhà thì bị ướt. Ủa, rất là nhiều khung tranh. Không, đây hẳn là ngôi nhà mà họ chuyển xác Lia tới sau khi cô ấy bị dìm chết. Ui, máu đây. Tại sao xác cô ấy vẫn còn ở trong tường nhà chúng ta? Không phải bọn họ đã lên kế hoạch đưa cô ấy về nhà cô ấy và thực hiện nghi lễ gì sao? Vậy thì cái éo gì đây? Không phải cái xác cứ như vậy đứng dậy rồi đi ra đấy chứ. Ê! Emma. Check phòng của Emma. Em gái ơi, đéo lành rồi. Ui, cái nhạc nó đáng sợ quá các bạn ạ. Thôi xong rồi. Áo khoác đã biến mất. Em ấy đang đi đâu vậy? Cái, tôi cái gì? Cái nhiệm vụ đầu tiên là gì? I don't know what I'm dating with. Lấy. Tôi không biết là tôi đang phải đối đầu với thứ gì nên tôi sẽ lấy cả hai thứ. Đó là cái cúng thần chú lúc nãy với lại cái cây súng. Có súng trong tay thì đây rồi. Thần chú này. Cái cuốn nhật ký của Lia biến mất rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ từ. Cái shotgun đang ở đâu? Khả năng là trong phòng ông bố. Bố ơi, bố để súng đâu đây? Ôi dồi ôi, phòng này đều có súng rồi. Má sao tự nhiên nổi da gà thế nhở? Tôi nhiều cảm giác được rằng là bản thân mình sắp rất đối diện với cái gì ấy. Súng ở đâu nhở? Mình đã nhìn thấy khẩu súng nào đéo đâu. Ui cột mẹ nhìn, mẹ mày làm cái tay cầm như thằng người đang đứng ấy. Mẹ thằng lục lớp này có mình với vã vẩn. Ông bố chết rồi đấy. Xin phép dùng luôn đây. Ok, địch đâu nhỉ? Có cuốn sách chưa? Đây, sách đây này. Cuốn sách thần chú gì mà. Rồi, đây nó hiển thị ở trên góc này. Thần chú là phải nhớ trong đầu. Okay. Chứ ai bà đi đánh nhau với cả ma. Mẹ xong rồi ma nó đang định vồ bà hỏi, chờ thì tao dở sách ra. Lỡ đọc ai? Tao đọc thần chú. Thuộc rồi. Bây giờ tìm Emma đúng không? Xong rồi. Emma em đang ở đâu nhỉ? Ôi tự nhiên nhá, cái lúc mà chưa cầm được khẩu súng ấy, tôi nổi hết da gà. Có súng cái thì da gà của tôi vẫn nổi, tại vì là tôi sắp sửa giết một con ma rồi. What? Nếu mà làm ma thì phải dùng thần chú đi, dùng súng làm đéo gì. Tí đọc lẹo lưỡi rồi chết. Nói lắp. Đang đọc thần chú nói lắp. Án man ni bát di hồng này. Ngày xưa đọc 70 ngọc rồng có cái đấy. À, rồng thông thiêng. Án mani bát di hồng. À, thì ra mày là đối thủ đầu tiên của tao. Ok. Thử thách đầu tiên này tôi xin phép là dùng quyền cước rồi. Chạy làm sao được bạn. Thôi, tha nó nha. Cái xe food kit đã biến mất. Vết bánh xe dẫn thẳng ra khỏi nhà. Đâu? Xe food kit nào? Biến mất rồi, sao thấy được không? Thẳng ra khỏi nhà, thế đi chắc là đi thẳng rồi đúng không? Thầy mới vừa lướt qua cái gì đỏ như kêu. Đâu. Ôi, một bức tranh. À, con gà này là bạn đồng hành của mình, nó sẽ dẫn mình. Con mẹ mày, tao tưởng mày dẫn đường mày lại đã quay đầu rồi. Chứng tỏ là nhà bị trộm rồi. À đây, đi theo bức tranh này là chuẩn xác này. Khả năng đây là những cái bức tranh của Emma. Emma là đang học theo nàng Mỹ Châu ngày xưa ấy. Lúc mà đi theo Trọng Thủy ấy thì thả như kiểu Mỹ Châu là thả lông ngỗng. Thì Emma là thả những cái bức tranh mà Emma vẽ. Mình sẽ đi theo cái tín hiệu này sẽ tìm được Emma. Đúng là trẻ con nó hay đọc truyện cổ tích ấy, nó học theo. Đây rồi. Bông hoa. Tôi nghĩ là sau cái cuộc đi ngày hôm nay ấy, mình về mình sẽ nhắc Emma cái việc đầu tiên là thôi mày bỏ cái nghề hội họa đi. Trông mày vẽ thế này là đéo tương lai đâu. Không nó cứ tưởng nó vẽ đẹp. Thầy ơi chị A thích anh C. Anh C là anh đéo nào? Tổ chim. Rồi nhá. Có một cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết đây này. Xanh lá, vàng, đỏ. Cái này khả năng là mật mã đấy. Xanh lá, vàng, đỏ. Thích cái nòn. Xong mẹ rồi, Greenwater Garden. Lần đầu đến nơi này. Cứ phải dùng đèn. Lại là những cái đèn này. Có lẽ anh ấy đang dẫn mình tới Emma. Đúng rồi, đúng rồi. Mình nhận ra chỗ này rồi. À, đây là bản đồ. Có thể tin tưởng không? Cái dấu chấm đang sáng là cái điểm mình đang đứng. Ui rồi ôi. Anh Noel dẫn tới chỗ Lia đấy. À. Anh W. Thầy nhớ anh W. Thầy nhớ anh W không thầy? Có. Anh W cầm cưa. Đúng rồi. Cầm cưa đầu chọc cởi chuồng, ngồi ở trong nhà thờ. Cái này bị xích rồi, chắc chắn không vào được đâu. Ủa anh ấy bảo dẫn đường nha, anh ấy đâu? Đi theo mấy cái đèn. À đèn. Đi là nó sáng lên á. À. À đây, thấy đi lối đi đúng đây rồi. Đấy rồi. À chúng ta lại thiếu cái gì đấy để mà khởi động cái máy này. Ok chúng ta đang ở đây này. Không hoạt động này. Ủa anh W ơi, ra anh em mình. Đây rồi chàng trai của tôi. Em tìm anh mãi luôn. Hả? Anh W của chị L chứ. Ừ, của chị L. Nhưng tạm thời đang là của mình. Andrew, con của Lucilia, người mà cô ta nói chuyện ở trong rừng. Tờ nốt này. Cửa cây cầu đã bị khóa bởi em gái bạn, nhưng đừng lo. Bạn của bạn nhớ có một cái chìa khóa dự phòng. Hãy đi đến trung tâm của khu vườn Greenwater, mở khóa nhà máy bằng mật khẩu Thorn. Ba cái bánh răng của cái máy này đã bị mất nhiều năm rồi, nhưng tôi lơ mơ nhớ được chúng ở đâu. Tôi đã viết lại tất cả bản đồ ở đây để giúp bạn tìm chúng. Bật cái máy lên và mở khu vực trung tâm trong vườn. Sau đó đào ngôi mộ ở dưới tượng thiên thần lên và bạn sẽ tìm thấy chìa khóa. Em của bạn cần giúp đỡ, cô ấy không thể chống lại sự ảnh hưởng từ thị trấn này. Từ một người từng là bạn thân của tôi, giờ cô ấy bị ám, bị thối rữa. Ở trên chiếc xe cút kít đi tới một nơi đất tối tăm. Nếu như bạn không thể tìm ra em gái bạn trước khi cô ấy đi vào ngôi nhà đó, thì hãy rời đi, không thì bạn cũng sẽ bị mắc kẹt lại. Người bạn của bạn, anh W. Đây rồi. Lần này anh ấy đã vạch lên đây cho chúng ta rồi. À, mình đang ở đây này. Đây là exit này. Từ exit chạy sang rẽ tay trái để lên Greenwater. Không, hay là cái chấm này là... Hay exit đây nhở? Exit, nếu mà exit đây rẽ trái đây. Đây, đầu tiên cái khoanh tròn gần nhất. À, một cái bánh xe. Hả? Chúng ta cần phải tìm chìa khóa. Xong rồi nó có cái mã. Dùng mẹ súng bắn đi. Dick me up. Thôi xong rồi, có nghĩa là cái này chưa phải là cái đầu tiên. Đào tôi lên đó. Đào tôi lên. Thế thì phải có xẻng. Đây cái này bị khóa rồi này. Ok. Cái hộp khả năng là nó đang chỉ dẫn cho mình. Mình không tương tác được vào cái mật mã. Mình đang định điền cái Thron vào. Thỏn vào. Ok nhá. À đây nó bảo đi sang hướng bên tay phải để mở cái máy này. Ui mẹ, hình như tôi đi nhầm đường rồi sao ấy nhở. Cứ đi thể nào cũng đúng thôi, thể nào chả kiếm được cái đội dăm ba cái pha dăm scare rẻ tiền này, sấm chớp rồi làm sao dọa được tôi nữa. Chết cha rồi, bắt đầu đi luyên thuyên rồi các bạn ơi. Ui, treo được này. Rồi, treo được xong đéo đi được. Ủa, thế treo làm gì đã? Nó bị khóa rồi. Từ từ nhá, bây giờ mình nhìn cái bản đồ tiếp theo đi. Xong mình sẽ đi theo cho nó chuẩn chỉnh tới đây rồi này. Mình đang ở đây. Turn on the machine này. Mình sẽ chạy sang bên tay phải. Phải. Trái. Trái. Ok, phải trái trái này. Nó cho mình đi xuyên qua không? Ờ gì? Thế thì lại. Đây. Nó bảo là khởi động cái máy này trước đúng không? Đéo được. Ở đây, máy này. Đây. Thỏn. Chết ngay. Rồi, xong một nhiệm vụ này. Cái cửa này được mở ra này. Thì ở bên trong này là chúng ta lấy được Brideki, chìa khóa cây cầu. Anh trong có mấy cái máy nữa. Đây. Mấy cái này là đang bị thiếu cái vòng tròn. Ok. Có chìa khóa rồi, khả năng là bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái nơi đang bị khóa cửa này. Đầu tiên là lối đằng sau. Lối đằng sau thế là từ đây. Đây, chạy ra đây đi thẳng này. Cái khóa này khả năng là mở là mở được cái dây xích ở cái đoạn cuối này này. Thì cái không gian nó cứ tối tăm trông một đáng sợ rồi đấy. Một cái. À. Không phải à? Cái ổ khóa này chúng ta không thể tương tác được. Vậy là sai mẹ đường rồi. Ui dồi, đi lên bờ đi mẹ. Ok, một chỗ không được rồi thì chúng ta sẽ đâm sang cái Greenhouse với cả cái Ra Crescent đi. Ôi sao hôm nay người bất tử vào nói chuyện lịch sự thế. Hello anh em kênh chat nha. Nghe hơi nguy hiểm. Không có gì này. Đây, điểm này chúng ta rẽ sang bên tay trái. Đang yêu. Đây. Không được. Ủa kỳ lạ vậy ta. Nó dùng vào việc gì nhở? À không. Smoky with sack etched on it. Mẹ nguy hiểm thế nhở? Sao chạy đâu cũng cảm giác sai thế nhở? Rồi xác định lại vị trí nào. Đi lại ra nào. Cái chỗ này mình đã không mở được rồi thì sẽ phải còn một chỗ nữa. Một chỗ nữa chúng ta có thể sử dụng được cái ổ khóa này. Là đây. Đây, nó là căn nhà này, Tuy nhiên cái lối vào căn nhà này. Game này nó đéo có gì sợ đâu, nhưng mà tại sao mình cứ bị cái cảm giác thì đéo nào nhở? Không vào được rồi. Mình sai ở đâu à? Cái chìa khóa này dùng vào việc gì ta? Đây. Cũng không phải. nhìn lại cái bản đồ xem nào, xem còn chỗ nào mà chúng ta chưa mở thử không nhở. Khởi động cái máy này, lấy được cái chìa khóa này. Phòng này không mở được này, phòng này không mở được này. Ủa, à, xác đây. Xác ở dưới này cơ mà. Đây, nó là chỗ này, nó là chỗ này. Mày quá biết tí tiếng Anh rồi, ngon rồi. Mày đấy. Jin mặc dù sống ở bên Mỹ nhưng mà không phát hiện được ra chi tiết đáng nghi đấy đâu. Một bàn cờ vua, rất là nhiều rượu này, một cái ly, xẻng và 2 chùm chìa khóa, ngon. Bây giờ chúng ta sẽ đến được 2 cánh cửa kia để chúng ta mở từng thứ một. Và cái xẻng chúng ta dùng để đào cái chỗ cái hòm nó gợi ý. Đấy rồi, đi đường tắt luôn. Ủa sao nhạc lại tắt vậy? Một này. Đào trước đi thầy á. Hủy diệt luôn. Ok, an toàn. Một bức tượng thiên thần. Đấy rồi. Ủa dồi ôi, anh sao anh đắp lưu trong lùn tịt vậy? Chúng ta có một cái máy mà. À, nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải bật 4 cái này lên đúng không? 2 cái này liên quan đến nhau này, ok này. Cái này liên quan cái này. Ôi giời ơi, game dễ. Suy luận một tí là ra vấn đề luôn. Mở cửa cho bố luôn. Nhanh. Những cái thanh này liên kết với cái máy. Cái con nhân vật nó nói những cái câu mà nó thừa nhở. Cái máy nó hoạt động xong rồi mấy cái thanh đấy di chuyển thì tất nhiên là phải liên kết đến nhau rồi. Chỗ này không có gì à? Mình nghĩ có thứ gì đó ở dưới nước nhưng mà nó quá sâu. Rồi ok, vậy là chúng ta sẽ phải tìm cái gì đấy. Một là chúng ta sẽ phải hút nước, 2 là chúng ta sẽ phải tìm được cái gì đấy dùng để nhiều dạng dài dài để mà khều đúng không? Ok, có một cái ổ điện. Lại học toán. 2 nhân mấy để thành 40? À không, thì muốn nhân thành 40 thì chúng ta sẽ có 10 nhân 4 hoặc là 8 nhân 5 này. 8 nhân 5 40 này. 40 cộng với số nào đấy để ra 46, tất nhiên là cộng 6 này. 6 nhân với số nào đấy cộng số nào đấy để ra 72. 68 48. 48 thì sẽ phải đuôi 6 không có này. 61 là 6 không được này. 64 24. 24 cộng 48. Rồi ôi, quá nhanh chóng. Tôi đã sử dụng được cái máy phát điện của trong cái khu vực này. À, nó hút nước. Học toán này vớ vẩn lắm. Kia rồi, cái thứ 2 kia rồi. Thế mà còn bảo rùa nữa. Người ta phân tích từng tí một cũng bảo rùa. Ok, nhặt được rồi nhá. 2 cái này, còn thiếu 1 cái nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái căn nhà kia, xong rồi quay lại chỗ đào là lấy được đủ 3 cái. Đủ 3 cái chúng ta sẽ mang đi để mà rẻ tiền. Dọa này chỉ dọa trẻ con được thôi. Đây, nó là cái chỗ... đâu nhở? Đây rồi, gạch X rồi. Đây, trong này. Cuối đường này. Ở đây bán cả trà đá các bạn ạ. Cánh cửa thứ 2 được mở ra. 1 cái nữa là ở chỗ đào. Ok. Đây là khu vườn. Khu vườn nhân tạo. Rồi chúng ta sẽ xem là ở trong này chúng ta khám phá được cái gì. Game này nặng về giải đố thôi. Kinh dị gì. Mà những game giải đố thì Dùng não chơi thì tôi lại quá bá rồi còn gì nữa. Đây có một cái máy này. Ok, bây giờ mình sẽ phải khởi động nguồn điện để cho nó hoạt động, đúng không? Đây. Gợi ý. Tờ giấy này nhìn như bị xé ra từ cuốn sách của Lia. Mặc dù tôi không gặp thằng bé kể từ cái đêm mà nó để cuốn sổ dưới chân tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của con trai tôi trong những khu rừng. Tôi không chắc rằng đó là thằng bé hay một con quỷ nào đó, hoặc là cả hai. Nhưng khi tôi đi lang thang xuyên qua những gốc cây buổi tối, cảm giác mơ hồ thằng bé từ trong bóng tối an ủi tôi. Đúng rồi. Nhớ lại cái cốt truyện thì là bà Lia này là sử dụng phép thuật để mà cứu con trai đã chết, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Cuối cùng bà nói chuyện với thằng con thôi, chứ còn bà muốn tự mình hồi sinh chứ không quan tâm gì tới con hết. Đùa. Ôi trời ơi, game dễ thế nhở. Cái đấy nó quá đơn giản luôn đấy. Mở cửa đấy. Cháu ơi. Ủa, ngoài đời mày là người yêu tin đồn của chị L, sao vào đây mày là con vậy? Không, anh W là anh khác mà. Nhầm. Ui, khiếp, hai bố con giống nhau thế. Mày khen nó không muốn giống bố nó các bạn ơi. Thằng bé nó vừa phản ứng rất là dữ dội các bạn ạ. Nó không muốn đặc biệt là mái tóc luôn, đúng rồi. Đặc biệt là mái tóc là không giống nhau rồi. Phản ứng dữ dội thế cháu. Không thích thì bảo một câu chứ. Ui sao giật thế nhở. Đoạn này có cái gì mà sao giật lag kinh khủng này. Chập điện à? Pháo hoa à? Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải ngắt cái nguồn điện. Tại vì động vào cái này nó đang bị chập điện ấy, thì chúng ta sẽ bị giật. Và bây giờ cái nguồn điện thì muốn cái gì đây? Lại trò trẻ con này. Từ hai cái hình đầu tiên này đúng rồi này. Thì chúng ta sẽ phải tìm cái hình mặt của ông này. Hình nào có cái mồm ta? Tay này, mồm này. Đúng rồi này. Chỗ này sao lại có ba đéo nào uốn éo ở đây đấy. Đúng này, đúng luôn này. Không phải, hình này sai. Cái hình thứ ba ở đây sẽ là một hình sai. Đây à? Hình này có que. Đây rồi. Phía dưới màu đen. Phía dưới màu đen là cái này à? Rồi. Kim Mao Sư Vương. Đây này. Đúng luôn này. Ôi giời ơi. Mở hòm. Được một cái chìa khóa. Ok. Mẹ, tôi nhớ mở cửa rồi mà. Cái trò xếp hình đấy ngày xưa chơi từ khi anh còn bé. Chơi hơi bá luôn. Đây, chắc là mở cửa phòng bên này để mà chúng ta ngắt cái nguồn điện đi. Game hợp lý đấy. Mấy cái trò xếp hình đấy còn mong là nó tạo ra nhiều ấy để mình hủy diệt luôn đấy như. Ủa sang mẹ. Bắt phải đi đường vòng à? Không hiểu dao trèo lên trần nhà để làm cái gì, trong khi trên này ủa chắc chắn là có đường đi này, quan trọng là đi kiểu gì này. Mẹ đi còn đi thế này cơ. Mẹ game vãi thật đấy. Đây. Kẹt mẹ luôn rồi. Đùa cáu không chứ lại. Chứng tỏ là chúng ta không nên trèo lên cái cầu thang. Má chứ. Hy vọng là lót gần đây thôi nhá. Lót gần đây thôi. Đéo muốn chạy lại từ nhiệm vụ đầu tiên đâu. Mẹ xong bây giờ lại đéo giải được cái kia thì ăn cứt. Thầy ơi dạo này anh V kép hay thèm thịt chị L bảo vậy. Thôi ăn cứt rồi. Coi như là làm lại tất cả các nhiệm vụ rồi. Bó mẹ tay đấy. Chúc mừng đùa game. Game ác thật sự đấy. Ok, vào đọc mẩu giấy để biết được rằng là nó có đưa ra những cái gợi ý cho mình này. May chỉ nhớ tôi tốt là tôi nhớ được rằng là mình sẽ phải đi đến đâu và đến đâu luôn. Đầu tiên là chúng ta quay về khởi động cái máy này. Khởi động cái máy này. Xong rồi. Chết rồi mẹ, lại mấy câu đố xong lần này đéo giải được thì ăn cứt. Thờ ron này. Mất dậy thật đấy. Ok, thờ ron này. Cái cửa này mở ra này. Lấy được mấy cái chìa khóa bên trong này. May bây giờ mình nhớ rồi. Ok, cái này là sẽ chạy về cái nhà ở khu vực đầu tiên này để mà lấy chìa khóa vào cái xẻng. Mẹ nó chỉ lại, tôi cứ tưởng cái đường đấy trèo lên được. Ủa nó làm ra để làm cái mẹ gì. Hả? Bây giờ mình phải tìm được cái bảng. Cái bảng đầu tiên. Đây, phía này. Mật dậy. Trời bời. Cố tình làm ra bấc để người chơi mắc phải. Chơi quá bẩn. Đây. Ok, speedrun luôn. Giải những cái câu đố của nó với tốc độ chóng mặt luôn cho các bạn xem. Đây. Xong rồi từ cái nhà này đi thẳng sang bên kia, ok. Dễ nhớ. Bật dậy. Khi không lại phải làm lại mấy cái nhiệm vụ này. Mở đi. Lẽ ra nó phải xếp ở cái đoạn kia cho mình. Cái câu đố này xong rồi thì phải xếp luôn như vậy. Mẹ bây giờ đéo giải được thì ăn cứt. Biến mẹ đi, tao đéo cần mày hướng dẫn đâu. Mẹ thằng ôn con. Rồi, kinh hồng. Rồi, vào đây là để cho cái nước này nó hạ xuống này. Vẫn nhanh lắm. Speedrun luôn này. 8546 6846 nhân 4 cộng 48 này, ok này. Quá tốc độ. Chứng tỏ cái con râu này. Ê, thằng ấy kìa. Thằng cu con nó đứng bên kia kìa. Vừa nãy mình chỉ nhìn thấy cái tay xoay, không để ý thằng ôn con nó đang đứng nhìn này. Trời, cái đèn. Bên này vừa nãy nó vừa đứng ở bên này nó nhìn xong. Một cái, ok, giờ sang cái nhà bên kia nhá. Giờ đéo đi linh tinh nữa. Đúng đường mà chạy. Thằng mất dạy thật. Ok, đến đây là cái dọa trẻ con này. Sang căn phòng tiếp theo này. Chuỗi combo câu đố. Phía trong này còn một đường nữa cơ, không biết là đường đi đâu. Đây, Green Hawkeye này. Đoạn này là mình sẽ phải bảo khen thằng này giống bố này để nó dọa mình này. Cháu giống bố quá. Đây, sửa cái máy này. Rồi, mẹ may vừa nãy mình không động vào cái này sớm, không bị loạn lạc mẹ luôn. Sao? Mở cửa. Ông nhõi nhìn giống bố quá, dọa chú đi. Ok, dọa chú rồi này. Đoạn này là như nào nhở? Đoạn này là... À đây, đi vào đây. Giải lại câu đố xếp hình. Mẹ cái câu này trông thế đéo dễ đâu các bạn ơi, nhầm như chơi ấy. Cái này ở dưới. Đấy, lại quên mẹ hình rồi. Đây, à đây hình này, từ từ. Hình đấy đúng này, thì hình này phải ra đây này. Ba hình này vào đây này. Ở dưới này là cái ông đang viết này. Ông đang viết thì cái hình đấy nó phải như này này. Ui tốc độ thế nhở. Xong. Chìa khóa thứ hai này. Quay lại cái căn phòng ở kia. Hóa ra phòng này là không vào được. Mẹ vừa lại cứ cố tìm đường vào đấy làm gì. Đây đây phòng này. Phòng này mới là phòng mà chúng ta sẽ phải vào. Đây, ngắt nguồn điện, chúng ta sẽ phải ngắt. Ôi dồi ôi, câu đố này khó thế. Hả? Rồi, nguồn điện bị ngắt này, chúng ta có thể vào được đây để mở cánh cửa này, vào lấy cái tay nắm thứ hai. Chết ngay. Không hiểu sao cái đoạn này nó bị lag thế. Mở mẹ cánh cửa nữa đi, đi cho rộng rãi. Hai cái. Ok, bây giờ còn một cái ở chỗ đào thôi. Nốt chỗ đào là chúng ta đủ được 3 cái rồi. Rồi mang về lắp vào trong cái căn nhà kia. Ê! Còn mẹ mày đang bon bon. Thằng mất dậy. Tôi tí đâm vào nó. Sợ là cái sát thương gây ra quá lớn. Mẹ. Tự nhiên khi không thằng ôn con bao nhiêu đường đéo đi lại đi cái đường đấy. Diễn thôi, bị lộ rồi. Nhiều anh em phát hiện ra mình diễn mẹ rồi. À đâu, chỗ này. Đây đây đây, thì nó sẽ nằm ở đây nhở. Đây rồi. Đào lên này. Không thể tin được mình đang làm việc này. Vậy là đào một cái mộ thấy một cái xác. Ủa? À có một mẩu giấy. Nó luôn chạy nhưng không bao giờ đi. Thường lẩm bẩm nhưng không bao giờ nói. Có giường nhưng không bao giờ ngủ. Có miệng nhưng không bao giờ ăn. Câu đố à? Câu đố. Từ từ. Nó thường chạy không bao giờ đi. Tiếp. Thường lẩm bẩm nhưng không bao giờ nói. Ủa lẩm bẩm với nói thì khác nhau gì nhau? Có giường nhưng không bao giờ ngủ. Có miệng nhưng không bao giờ ăn. Câu đố này nó là cái gì hay là con gì? Nó có ghi gì đâu, nó chỉ ghi thế thôi. Có miệng mà lại không bao giờ ăn. Lẩm bẩm nhưng không bao giờ nói. Có giường nhưng không bao giờ ngủ. Tôi biết đáp án rồi. Hay thế. Nó là cu kẹt. không có chữ U rồi. Vậy là đáp án của mình nghĩ ở trong đầu đã sai rồi. Chắc chắn đây sẽ là một từ tiếng Anh. Một từ tiếng Anh. Có chân. À, thường chạy không bao giờ đi. Thường chạy không bao giờ đi. Khả năng sẽ là có giường nhưng lại không bao giờ ngủ. Lẩm bẩm không bao giờ nói. Có mồm nhưng không bao giờ ăn. River là cái gì? Sông. Suối. Con sông á? Con sông có chạy đéo đâu. Con sông là chảy cơ mà. Chứng tỏ là cái câu đố này ra sai. Đâu để tôi xem nào. River. Đáp án thì là đúng nhưng mà cái câu đố thì sai. Từ đồng nghĩa tiếng Anh Á, đoán tiếng Việt không ra đâu. Vậy là do Jin. Do Jin dịch sai nghĩa rồi. Từ từ đã. Có giường không bao giờ ngủ. Ủa? Con sông thì lấy đâu ra giường? Em không dịch. Em thông dịch viên thôi chứ em đâu có kim luôn giải đố đâu. Đấy giải chứ. Do cái câu này. Do cái câu này. Dịch thế thì nó viết thế thì làm sao mà chúng ta có thể biết được. Tiếng Anh nó như thế. Tóm lại là cái câu đố tiếng Anh này vớ vin. Ok, chúng ta đã đủ 3 cái rồi. Thôi ông này nằm im đây ngủ nhá. Đi về thôi các bạn ơi. Bây giờ mình về mình sẽ lắp 3 cái này vào cái máy kia. Quên mẹ đi, có giường không bao giờ ngủ. Các ông nghĩ thì đéo được ra con sông. Có mồm không bao giờ ăn. Sông đéo nào có mồm. Chỉ có cửa sông thôi. Ai gọi là mồm sông bao giờ không? Ở đây, Stack Machine. Khởi động cái máy, ok, chạy rồi, chạy rồi. Do câu đố. Cửa sông. Cửa sông tiếng Anh là River Mouth, thầy ơi. Thế thì nó phải ghi là River Mouth chứ. Thì nó ghi mouth mà, nó ghi head a mouth. Không, không. Là có miệng đấy. Tóm lại là nó là cái câu đố vớ vẩn. Câu đố sai. Đấy là cánh cửa này được mở rồi. Ôi về trong cái chỗ này tối thế rồi. À may quá vừa có nguồn sáng. Mở được luôn rất ngon. Lại đào mộ. Chứng tỏ là cái con này ông bố nó phải nợ nhiều lắm đến mức mà nó phải làm nghề đào mộ như thế này. Đào thôi. Hình như là thằng ôn con kia nó cũng bảo mình là phải đào cái gì đấy để mà cứu em mình. Cứu Emma. Đào ra con Emma nằm dưới thì thôi. Không phải. Ủa có một cái hộp. Chìa khóa cái cầu. Ủa thế cái hộp này điểm gì? Đây là thứ mà anh W đã nói tới. Hãy đi ra khỏi đây thôi. Rồi mình biết chỗ ra là chỗ nào. Gần cái chỗ mà mình đào được cái thứ 3 ấy. Đường nào nhở? Bỏ mẹ quên mẹ đường rồi. Từ từ. Sao cứ có cảm giác gai gai người. Là mình sắp bị làm sao ấy. Trời đúng đường luôn. Giỏi thật sự. Thế là cái con này nó quyết định là nó đi về một mình. Không cứu em nó nữa. Thôi về thôi, về thôi. Emma bị mộng du thì Emma về. Đi vào rừng. Đéo phải đi về à? Chưa về mà. À đúng rồi, dừng là đi về mà đúng không? Tiếng gì đấy? Vẫn phim Emma. Khu rừng. Có một khu rừng mang tên là tình yêu. Cứ phải ngó trước nhìn sau các bạn ạ. Đi buổi tối đêm hôm như này mẹ không cẩn thận ra đường gái nó bắt cóc ấy. Ngày xưa tôi đi chơi không bao giờ tôi đi quá 10 giờ tối. Sợ ra đường bị gái nó bắt cóc về bố mẹ lại lo lắng. ghế, đéo hiểu dân ở trong này có ai ra ghế. Cái ghế này ngồi không cơ. Bán bà sắt vụn đi. Ai là người thắp nến khu này? Từ từ nhá, cái đoạn rẽ này thế nào cũng có thằng kia lao ra này. Đéo có à. Sai giờ lét gờ. Ký tên vào quyển sách. Cái đợt bị ba con bé bắt cóc. Mình có nên làm như thế không? Ủa làm gì? Là ký vào quyển sách ấy. Ký mẹ rồi còn đâu nữa. Ủa, đường về ở đâu đấy? À đây đây, nó khoanh mình đang ở đây này. À đi thẳng lên cái ngôi nhà đấy đấy. Thằng có phải đâu, cái đường này là đang là đường quay về mà. Thì đi lên ngôi nhà cái góc phía dưới. Nhưng mà mình chưa biết là mình đang đứng ở chỗ nào ấy. Bây giờ từ từ mình phải xác định được cái cây cầu nó đang nằm ở đâu đã. Tại vì là chạy cái đường kia là sai rồi, cái đường này nó lanh quanh quá. Hình như không phải. Cây cầu ở đây, cây cầu ở đây. Đây. Cây cầu ở đây. Cây cầu đây, mình đứng từ cây cầu mình nhìn thẳng đây. Mình nhìn thẳng. Đóng cửa rồi, cây cầu đóng cửa chắc chắn là sẽ phải đi vào ngôi nhà rồi. Nhìn thẳng là mình sẽ đi sang hướng chéo này này. Vậy thì nó sẽ nằm check ở hướng bên tay trái à. Nhìn thẳng. Đây à, ngôi nhà nằm ở đây à. Tại vì mình đi theo cái lối mòn này là nó dẫn ra cái khu vực bức tượng thôi mà. Đây ngôi nhà đây à? Đéo nhà bé tí đây. Còn mẹ nó cứ đéo nào ấy. Kia là cái cầu. Ủa thế quái nào, đi đâu nhở? Vừa nãy là mình ký tên ở đây này. Ký tên ở đây xong. Chẳng lẽ là có đường ở phía sau này? À đây, bố tổ. Tự nhiên mình quay đầu lại. Đây rồi, đường ấy rồi. Có một cây cầu khác. Do mình tự nhiên mình quay đầu làm gì. Sợ đéo gì mà không đi thẳng. Đây rồi, lối mòn đây rồi. Một cây cầu đá nữa. Bao nhiêu thí sinh bước hết ra đây đi. Cân mẹ cả một thể đi. Khu vực ngôi nhà này mình có súng mà lo gì. Lại còn cắt đứt một đoạn đường. Anh Well. Anh Well. Tôi nghĩ là cô đã biết rồi. Rằng tôi đã giúp Lia giết người đàn ông từng sống ở nhà cô trước khi gia đình cô chuyển tới. Và chuyện chúng tôi giấu xác của Lia trong tường nhà cô sau khi cô ấy bị Jin chết. Và cả nghi lễ đã được lên kế hoạch để đưa Lia trở lại thế giới này ngay khi cô ấy về nhà mình. Chị L chỉ là đồng phạm thôi. Thằng W mới là thằng ra tay giết người. Vậy thì tại sao cô ta vẫn còn ở đó? Cả những thứ quái quỷ mà cô ta làm kể từ khi chúng tôi dọn vào nữa. Tôi đã thay đổi từ sau vụ bạo lực xảy ra ở nhà cô vào tối hôm đó. Sau khi khuôn mặt của tôi bị thương, tôi biết rằng tôi không thể góp phần vào chuyện này nữa. Sau khi chúng tôi giấu xác cô ấy, mọi người đã được hướng dẫn đến nơi này để thực hiện nghi lễ. Nhưng tôi đã chạy trốn. Tôi tự nhốt mình lại. Và tôi vẫn luôn đợi họ đến tìm tôi. Cho nên sự thật là tôi không biết vì sao xác cô ấy vẫn ở trong nhà cô. Cũng không biết tại sao tôi còn sống. Thế thì cái chuyện này chắc là cũng xảy ra mới gần đây thôi. Hãy tưởng tượng rằng cô yêu em gái mình rất nhiều nhưng lại phải quay lưng rời đi. Hãy quên những gì xảy ra hôm nay và ít nhất hãy cứu lấy bản thân mình. Việc chạy trốn không có gì phải xấu hổ cả. Có nghĩa là thằng này nó đang cho mình cái hướng lựa chọn là mình bỏ mặc con em mình và mình rời đi. Chứng tỏ thằng này là yêu chị L lắm không? Bố mày xây đéo. Bố mày còn đấm vào mặt mày luôn thằng danh con. Tao sẽ đi tiếp. Chơi game là phải zone play, nhập vai và đúng nhân vật. Cái xe cút chít. Thế là mình đi đúng hướng rồi đấy. Vậy là Emma chắc chắn trong này. Phải cứu thôi các bạn ạ. Bây giờ mình mà bỏ con em mình lại thì sống như thế nó ích kỷ. Chúc may mắn. Lại cái hội Thánh Đức Chúa Lợi đấy à? Có một sự kiện mới được diễn ra. Hình như cái quả đấy mình quay đầu là phá đảo luôn à? Đúng rồi thầy. Không. Là hết game luôn. Không bao giờ. Không nên chơi ích kỷ như vậy. Thôi xong rồi. Đéo về được thật rồi các bạn ơi. Tôi định là tôi chỉ mở bước vào cánh cửa này xong tôi sợ quá tôi quay đầu ra. Nó khóa mẹ rồi. Một con lợn. Mùi kinh dị quá. Anh ơi, hội thánh mình nghĩ ông ta chết rồi. Là ly béo anh ạ, thương hoàng hít. Rượu của Lia, cái mà cô ta bỏ thuốc độc vào sau khi để phòng khi bị phản bội. Họ không biết và đã uống nó trước khi họ có thể chuyển xác cô ta đi. Đó là lý do tại sao nghi lễ không được thực hiện. À, mấy bố này là kiểu dạng uống rượu xong rồi chết. Ở đây có một cái hòm này nhưng mà chúng ta không mở được. Hoàng hít đấy. Lại câu đố rồi. Khả năng chúng ta sẽ phải tìm những cái quân bài. Tìm 6 quân bài xong rồi sắp xếp thứ tự nó vào đây. Ok, tí nữa tôi sẽ làm được thôi. Chúng ta cứ đi sát về bên tay phải nhá. Để khám phá cái căn nhà này. Xem. Bedroom. Phòng ngủ. Ui, game này 5 ending cơ. Không mở được cửa này. Anh ơi, chết rồi thì nằm im nhá. Mẹ đừng có đang nằm xong rồi diễn cho tròn vai tí. Đang nằm xong tự nhiên anh dậy thì chết em đấy. À, cái cửa đấy nó thông sang đây thôi. Ok. Sim lóc cực. Ui sao nó yên thế nhở? Mẹ không có một tí âm thanh gì ạ. À, phòng này phải khởi động nguồn điện này. Ok, vậy là chúng ta đã đi hết tầng 1 rồi. Khả năng là chúng ta sẽ phải đi lên tầng 2. À đây. Ok, không mở được này. Cái bedroom này khả năng nằm ở... Thứ gì đấy? Có ngăn kéo này. Úi dồi, giật của mình. Cho anh ý ngồi đấy đã. Đi sang đây đi. Không tương tác được. Đây rồi, phòng ngủ đây rồi. Trong phòng ngủ thì chúng ta xem khai thác được những cái gì. Kích hoạt nguồn điện này. Một bức tranh. Ôi dồi ôi, nhà như cái mê cung ấy. Một lá bài này, chúng ta cần 4 lá bài tất cả. Ê, mọi người có nhìn thấy cái hình gì không? Nó hình như kiểu đây là một cái nồi ấy. Phải chăng là một cái manh mối gì đấy? Không mở được, khóa mẹ rồi. Ok, tạm thời là chúng ta đã có một lá bài rồi. Và chúng ta còn thiếu 3 lá bài nữa. Anh ra cho em đi nhờ nhá. À, thằng này uống rượu chết mẹ rồi. Vô hại. Dậy bố mày còn đấm vào mồm luôn đấy. 2 lá bài này. Ok, bây giờ đi xuống phòng bên dưới, phòng điện đi. Mẹ nó yên quá, thành ra nó lại càng đáng sợ. Cái hội này là nhớ không nhầm là có 4 người tất cả. Có một người phụ nữ và 3 người đàn ông. Thì đây rồi, 3 lá bài rồi. Cái này là gì đây? Lia đã bắt chúng tôi đào cái hầm này trong vòng nhiều tháng. Tôi không biết đây là tôi biết chúng tôi cần một nơi an toàn ngoài cái tòa nhà lịch sử và một nơi để giấu xác. Nhưng mà tại thời điểm này thì cái căn hầm này còn lớn hơn cả nhà của cô ấy. Nó chỉ là một cái câu dẫn chuyện thôi. Khả năng chúng ta sẽ phải tìm được một cái lá bài nữa ở đâu đấy quanh đây. Cái này là chúng ta sẽ phải sử dụng cái gì đấy để mà bậy nó ra này. Bathroom, phòng tắm à? Phòng tắm khả năng là cái phòng đầu tiên ở cái cửa ra vào. Tại sao cứ có cái cảm giác mẹ sắp gặp cái biến cố gì đấy ấy. Không phải. Ồ, thế phòng tắm ở đâu? Đây à? Không phải. Tầng 2 có phòng nào đang khóa không nhở? À, có. Trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một cái phòng đang khóa ở cuối thư viện. Ok. Đây rồi. Mẹ mày tối thế nhở. Đây, cái cờ độ 3 rồi. Đây có một cái miếng rèm này. Úi dồi ôi, anh dai. Ông này ông ấy tắm ở trong rượu luôn. Mẹ mà chơi lớn thế. Sau tắm thì cởi quần ra, anh mặc quần làm đi. Phin giờ ham mê. Tìm cái búa của phù thủy. Búa phù thủy à? Ok, bây giờ mình sẽ cầm cái này để xuống bậy bậy cái cánh cửa ở dưới đã này. Dằm ba cái âm thanh thì sợ gì. Con mẹ mi. Cái thằng mà tôi bảo là vô hại nó chết con mẹ. Thôi đừng có đuổi nhá. Mẹ trong cái nhà này đéo biết chạy đường nào đâu. Đi chậm thôi các bạn ơi. Ui dồi ôi, từ từ. Mẹ ơi, cái thằng này nó phục kích ở đâu không như lại. Khi nào nó chui vào tủ lạnh không? Không. Nó. Ok. Đây cái đứa con. À, hóa ra anh nhìn xuống đấy. 1 2 3. Đủ 3 thằng con trai rồi nhưng mà thằng kia chạy mẹ đâu rồi? Câu chuyện gì đây? Lia đã yêu cầu chúng tôi phải ghi lại cái nghi thức này. Bởi vì đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nó diễn ra. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Và chúng tôi còn chuẩn bị cho vai diễn của mình. Khi mà tôi ngồi trên một khi mà chúng tôi đang làm tầng hầm thì chúng tôi đã phát hiện ra một vài chai rượu được giấu ở trong những cái tủ. Trong sự kiện linh hồn của Lia trở về, chúng tôi đã thực hiện một buổi tiệc sa bát nhỏ để mừng cô ấy. Sau khi linh hồn của chúng tôi được kết nối với nhau thì chúng tôi sẽ sẵn sàng cho việc chào đón Lia quay trở lại. Rồi, bọn này là nó liên hoan để mà ăn mừng cái sự kiện là kêu gọi được linh hồn của Lia về. Nhưng mà nào ngờ đâu thì những cái chai rượu ở dưới tầng hầm lại là những chai rượu có độc. Không mở được. Ok, có cánh cửa tiếp theo này. Ồ, cái cờ roba này mình bỏ đi luôn. Mình sẽ không sử dụng nữa rồi. Hả? Ôi ơi, các bố chơi cả bộ môn này à? Thế bảo sao chả đi. Từ từ nhá, vậy là còn thiếu một lá bài nữa. Có thể nó ở đâu đấy quanh đây. Bởi vì là chúng ta không thể đi tiếp được vào những căn phòng tiếp theo. Để xem nào, chắc chắn là quanh đây nó có một cái gì đó. Không có à? Mẹ mới vô lý nhở. Đừng bảo quay lại đây, thằng kia nó ra nó đưa mình lá bài nhá. Còn một lá bài nữa đang không biết ở đâu. Chắc chắn là phòng này phải có gì chứ. Chẳng lẽ có một cái câu chuyện này không? Không có gì này. Cửa này không mở được này. Tìm kỹ lắm rồi đấy. Tìm kỹ lắm rồi đấy. Không có này. Chắc chắn là không có rồi này. Hai con mẹ này giấu gì không? Nào xem nào. Kiểm tra xem nào. Ok, không có gì cả. Check map rồi. Một quyển sách trông rất là kỳ lạ đã bị tôi phát hiện ra. Giấu làm sao được. Có một cánh cửa ở đằng sau phòng tắm. Còn mẹ nó lại phải lên tầng 2 rồi. Thôi hai anh chị nằm yên nhá. Đừng có dậy như thằng kia đấy. Mẹ. Đi. Ui ơi. À tự mình đấy chứ. Mẹ cái game. Cầm vũ khí đi. Đéo được. Ui thế đéo lành rồi con mẹ. Đi từ từ thôi, từ từ các bạn ơi. Thật ra tôi đi từ từ này là kéo dài thời gian để chơi cái con game này đấy. Tôi muốn chơi nó nhiều hơn chứ không phải là tôi sợ đâu. Đừng buồn em ơi, đừng khóc. An toàn, an toàn, an toàn. Mẹ tưởng nó ở trong này tôi đấm mất mồm ngay thằng ôn con đấy. Mẹ chắc là trốn rồi. Ông nhõi kiểu biết mình vào đây ấy. Chắc là cũng có tí gọi là đá stream, biết bản lĩnh của mình rồi. Đéo dám bật nữa. Dám bà thằng đầu lợn này. À, mày chết ở dưới kia. Ủa, ông này chơi lớn không? Bấm cả khuyên ở mũi này. Ok, mắt nhắm rồi nhá. Chết tươi rồi. Nhân tố bí ẩn đấy. 4 lá bài, ok. Đủ 4 lá bài rồi. À, bố mày tưởng mày ra đây đấm bố mày. Nó sợ rồi. Nó dẫn đường cho mình các bạn ạ. Thằng này khôn. Thằng này gián điệp. Thức thời. Nó chuyển qua về phe mình luôn. Ok, đi ra đây đúng không bạn ơi? Tốt nhất là không quay đầu lại. Tốt nhất là không quay đầu lại. Đủ 4 lá bài rồi. Ê! Hả? Ủa sao mấy lá bài nó vẫn ở trên tay mình? Game lỗi mẹ rồi. Nghi lắm, khả năng là phải giải câu đố ở đây rồi. Giải câu đố ở đây. Giải câu đố ở đây rồi. Cái hộp này là không tương tác được này. Bây giờ cái câu đố này nó có cái sự gợi ý gì không? Cái ghế. Không được, nếu như mà mò. Nếu như mà mò cái này thì không thể ra được đáp án. Bởi vì là nó có đến 6 cái cơ. Mấy cái hình này thì nó tượng trưng cho cái điều đéo gì. Có một ông vua ôm con chim ngồi nhìn cái ghế. Người thợ mộc sau khi giết người thì về ở ẩn. Anh ta đi hành khất. Hiểu được rồi. Mẹ mày sai rồi. Sai mẹ rồi. Bật đèn lên này. À, hình con rắn. Ui, mẹ cái game này nó bị lỗi. Ok ok ok. Cái đầu rắn ở đây này. Đầu rắn sẽ ở dưới đít này. Rồi xong lên đây này. Xong bắt đầu uốn éo này. Ở kìa. Uốn éo này. Đuôi này. Ui giời ơi, cứ một tí lại tắt vậy. Ok, không đúng á. Cái đầu rắn là chuẩn xác rồi này. Cái đuôi. Cái này với cái đuôi thì phải này. Trời ơi. À, cái đầu rắn ở trên cùng. Bố tổ. Đây. Hoảng quá, hoảng quá. Ủa vẫn chưa đúng á. Này thì sai nữa này. Đấy rồi, cái họ mở rồi. Cố tình đấy. Smoky Senla. Ồ, cái phòng này nó mở lúc nào vậy ta? Cái này nãy đọc rồi đấy. Ở đâu rồi á? À, cái phòng này là phòng... Tôi chết rồi. Phòng này là phòng hai cái đứa kia nó vừa ngồi. Ok, bây giờ chúng ta có một cái chìa khóa rồi. Khả năng là mở một trong những cánh cửa ở... Còn mỗi hai phòng này thôi. Ủa, thế còn phòng này thì sao? Vào tầng hầm. Phòng này mở rồi đấy. À, tự nó mở. Té. Xuống hầm thôi. Xuống hầm để mà làm nghi lễ thôi. Mẹ cái trò này nó ghét thật đấy. Nó cứ cố tình. Nó cho 4 cái đứa kia xuất hiện là mình cứ tưởng là sắp bị dọa. Hóa ra nó lại đéo dọa. Ui, lên đạn rồi. Hy vọng rằng mình không cần dùng nó. Không dùng chứ. Dùng chứ sao lại không dùng. Ra đây các bạn ơi. Phải dùng. Suy nghĩ không dùng là sai rồi. Đi săn bắt lợn nào. Xem ai là thợ săn, ai làm con mồi nào. Từ giờ nhá, viên đạn này tôi sẽ không bắn thằng này. Thằng này nằm im rồi. Thằng nào mà di chuyển là tôi bắn luôn đấy. Game lỗi mẹ luôn rồi, đùa sao tôi đen thế nhở con mẹ. Trời ơi, éo hiểu kiểu gì. Từ từ lại chơi đến đây rồi. Chơi đến đây rồi. Mất dạy thật đấy. Thế khả năng là mình phải bắn nó à? Continue nào. Ôi rồi quên share lại màn hình cho Jin bắt. Rồi. Ngon xếp từ đây. Thuốc nào? Game mua đàng hoàng ấy. Thôi rồi, tạm thời chúng ta không cầm súng vội để xem là có biết lỗi hay không. Bạn này không vấn đề gì cả, cứ đi thoải mái đây. Khả năng là mình cầm súng sớm quá, bọn kia nó sợ, nó làm lag game. Hoặc là cái lối phía trước này chúng ta chưa vào được ngay. Thì bây giờ mình sẽ đi luôn đường khác đi. Ha ha. Chào chị gái nhá. Ui ông nào lại đã khoét một phát ở trên cổ chị rồi. Ở trên kia nằm yên thì đéo nghe, tự nhiên xuống đây. Cái điện này không tương tác được đây. Tiếng gì đấy? Mày! Ui còn 4 viên đạn à? Hai viên chết một người. Bắt buộc phải dùng đấy các bạn ạ, bắt buộc phải dùng đấy. Nạp đạn đi. Ra hết đây đi các bạn ơi, ra đây nào, ra đây nào. Bơi hết ra đây, bơi hết ra đây. Ui, cái kinh nghiệm chơi Valorant của tôi chết góc hơi bị kinh luôn nhá. Ok. Kinh không? Mày chơi như kiểu Valorant luôn. Được rồi, tôi nghe thấy âm thanh nhá. Hơi bị kinh luôn đấy. Ok. Ui, kinh không? Cười á, cười á. Gầy nhom một viên. Ui! Mẹ mày. Từ từ thay đạn. Chết mẹ rồi. Dạ. Nó chết bẩn. Nó đánh lén. Thế thì tốt nhất là như này đi. Trong lúc chúng nó đang ngủ bắn chết luôn. Bắn chết từ trong lúc đó chúng nó đang ngủ. Không có cơ hội để phản kháng luôn đúng không? Mẹ, cách này là quá hợp lý này. Trời ơi. Không. Vớ vẩn bắn này tí nữa chúng nó lại hồi sinh. Thôi được rồi, không bắn bội. Để dành đi. Cái này không dùng súng làm sao được. Né làm sao được, cái bọn này nó đánh mẹ có mít đéo đâu. Mẹ phải đấy cảnh giác như thế rồi thằng ôn con. Bắn vào đầu nhá. Mấy thằng này trâu phải 2 viên. Khi mà mình đã biết được bọn này nó xuất hiện ở đâu rồi thì còn có gì là khó nữa. Nhờn. Game không có chức năng nạp đạn ạ. Ok, cứ vào thoải mái này. Vào thoải mái để mà vặn cái van kia này. Cô ngắm à? Nhấn nhờ rơ là nạp đạn. Mày. Ồ sao vừa lấy mình bắn một phát thì nó chết. Mày chết bỏ mẹ rồi, còn có 3 viên đạn nữa các bạn ơi. À từ từ nhá, khả năng sau khi mình kích hoạt cái này là hai thằng kia nó sẽ bật dậy, bắn vào giữa đầu nó đây. Đấy rồi. Cái con mẹ sao nó trâu thế? Không được rồi. Vô lý thật, mình bắn thẳng vào mồm nó luôn đấy. Mẹ game rất điều. Cố tình, lỗi. Bây giờ mình tính trung bình đi. Bây giờ mình bắn vào bẹn nó đi. Bắn vào bẹn nó vẫn chết luôn. Ngắm mà noi luôn, quả này ngắm mà noi luôn. Mẹ trong kia 3 con. Chắc là cái số đạn nó cho mình đủ để mà giết bọn này. Ngắm vào bẹn nó đi. Bắn vào cổ. Hoặc là bắn vào ngực nó, ngực trái, trái tim. Đéo phải rồi. Ủa tại sao vậy ta? Thế chỉ còn cổ thôi. Game bố ní thế. Được rồi, phát này thử bắn vào bẹn nó nhá. Bắn vào bẹn nó xem nó chết không. Súng ống đéo thì shotgun mà dí sát người mà hai bên mới chết vậy. Bẹn nhá, đấy, ngắm trước này. Đéo được rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ui đi rồi, con mẹ còn có 3 viên đạn này làm sao mà đi được. Từ từ, mình đi nhặt đạn đi. Có khi nào quanh đây có đạn cho mình nhặt chứ đúng không? Chứ làm gì có chuyện vào cái con 3 viên đạn thì chơi kiểu gì. Không có rồi. Mẹ mình game ác thế nhở. Hoặc là chỗ này nhá. Chỗ này chúng ta vặn cái van xong chỉ giết cái thằng trước mặt thôi. Hai thằng đằng sau này. Bố mày lại thách đầu chúng mày luôn. Ha ha ha. Gì đây hả các bạn? Ok ok, 6 viên đạn là quá đủ, mỗi thằng 2 viên. Bắn chuẩn chỉnh mỗi thằng 2 viên, vặn cái van này đi luôn này. Ok này, 6 viên là quá đủ này. Vặn phát là giết luôn này. Mình xin. Ủa, tí chết. May quá ông đấy bị mù, tôi bắn vào mắt đó. Quả đấy thực chất là các bạn phải để ý cái viên đạn trước là tôi bắn vào mắt đó. Nó mất luôn phương hướng, không phải bug. Mình bắn quả quá kinh. Đâu rồi, đứa nào nữa. Mình bắn quả đấy là quá khét. Emma. Emma. Mình cần phải cứu em ấy đi trước khi nghi thức bắt đầu. Emma. Mình cần phải cứu em ấy đi. Ôi trời ơi, bị lập tiếng nhỉ. Chỗ này nguy hiểm quá các bạn ạ. Có đạn, có đạn. Hổ mọc thêm cánh rồi. Nhiều đạn. Này thì ôi phòng mạnh. Dùng dao hả bạn? Ôi game dễ. Chị L đấy, chị L đúng không? Vào từ đằng sau này, vào từ đằng sau. 4 viên cả. Đi. À mình chạy được mà. Chết làm sao được. Đạn đâu. Chết rồi đấy, chị L chết rồi đấy. Đéo dám ra nữa luôn. Em à. Hả? Vậy là cái đường này không phải là đường vào rồi. Sẽ có một cái con đường khác. À, dùng súng bắn phá khóa. Mẹ thông minh thế mà không nghĩ ra sớm nhở. Không được rồi. Hóa ra cái đây ở đây cái tủ này rất đáng nghi này các bạn này. Chết ngay. Mẹ mày tôi biết ngay mà. Lừa làm sao được tôi. Ra luôn đi chị L ơi. Em còn nhiều đạn quá. Hả? Mẹ còn cái nữa. Ủa cái mình vừa khởi động là nó mở ra cái con đường nào vậy? Chị L chết rồi. Không dám ra nữa rồi. Ô, nó mở ra cái gì nhở? Khả năng là đang còn vật. Ui, chết bẻ rồi. Thôi chị L ơi đừng ra nữa nhá. Em đùa thôi, Tàn cứt rồi. 1 2 3 4. Tôi chết tôi rồi. Còn bao nhiêu viên đạn? Mẹ còn 7 viên. Nhanh. Tốc độ. Ok, điện lên rồi. Thôi, đéo chui vào đây đâu. Ê! Mẹ mày nó định dùng skill các bạn ạ. May mà tôi phản xạ nhanh. Thông thường thì bởi vì sao mà các cao thủ võ lâm trước khi xuất chiêu là thường hét lên một tiếng là như thế. Tôi vừa rồi là để mà tăng cái sát thương mình gây ra. Mình vừa bắn mình vừa hét. Emma, chị không biết phải làm gì. Ôi, con Emma nó chữa à? Game hơi bị bồ láo nhá, con bé 18 tuổi thôi. Đúng rồi, hình chú Ba Ngôi. Anh W đã để lại cho mình. À bây giờ viết tên vào. Mình đã nói trước khi rời khỏi nhà. Cô đã làm khổ chúng tôi ngay từ khi chúng tôi đến đây. Nhưng cứ mỗi lần cô xuất hiện, cô lại để lại manh mối về việc cô thật sự là Idelia. Giờ đây tên thần linh của ngươi. Với hơi thở đầu tiên của ngươi đến từ kiểu ngày tháng năm sinh đấy. Liên kết với cô sự phục vụ của một. Bởi Chúa, ngươi bị ràng buộc bởi máu và từ đó sẽ đến mồ chôn tự nhiên của ngươi. Nhân. Chờ tí, chị cầm súng đã. Cháy xác luôn. Ô, Jin dịch hơi bị nhanh đấy, bảo rồi. Còn cãi nhau với cả bà bán cá ngoài chợ ở bên Mỹ được thì đủ hiểu đẳng cấp như nào ấy. Anh W. Thôi xong, mình nghĩ nó không ổn rồi. Ổn mà anh, em làm được rồi. Tại sao cô ấy không cứ như vậy mà rời đi? Kiểu không được siêu thoát đấy. Không đang nói mình đấy thầy. À ra. Cứ tưởng nói chị L. Tôi không thể nói là tôi không nhớ cô ấy. Ui đừng bảo là đánh nhau nốt cả thằng này nhá. Jin còn cãi DC cả luật sư Mỹ mà dăm ba cái ghê. Tôi đoán là cô ấy không biết mình đang phải đối đầu với ai. Mẹ mày đọc thần chú xong tôi tưởng cái xác nó cháy thì đéo hai chị em nằm vật ra đấy. Wow. Ending 1/5. Ending vô vọng. Hay quá, best end luôn. Em chơi nghĩ là phải chơi cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Em nghĩ phải tương tác kiểu gì mà biết được ba cái thông tin trên thần chú á. Để mà mình điền vào đúng không? Tại vì mình là kiểu chấm chấm. Mình chỉ mới biết tên của Lucilia còn ngày tháng năm sinh các thứ nữa là mình chưa kiếm được. Còn cái cuối cùng là anh Well rồi. Chúng ta sẽ xem cái phần giới thiệu để mà ủng hộ nhà phát triển. Trong thời gian đấy tôi đi đái đã. Mẹ, tí đái ra quần đấy. Di tơn này. Hả? Ôi ôi, nó không có continue nữa. Chúng ta vào được cái ending là vô vọng à? Còn thế thì làm sao được good ending? Từ từ, còn một chỗ. Đây, để tôi loát lại cái này, nếu như mà chúng ta bỏ rơi đứa em thì sao? Không, kiểu này là mình phải chơi lại từ đầu thì mình mới lấy được good ending. Hình như cái đoạn này là vào bên trong ngôi nhà rồi thì phải. Ui, cái này là vào trong mẹ rồi. Cho em loát lại cái. Để xem là mình sẽ chơi lại từ đâu đã. Có chơi lại được từ cái chỗ mà anh Well anh ấy bảo là vào cứu hoặc là không? Thì mình sẽ bỏ mẹ về. Đây rồi, nói đoạn này đây. Khu rừng này, xong mình chạy đến kia này. Ok, thử xem nó như thế nào. Nếu như mà mình bỏ đứa em ở lại, mình về biết đâu đấy lại là good ending. Mình lại zone play quá, mình lại sống tình người quá, mà quên đi mất là cái con nhân vật của chúng ta là một cái con mà nó suốt ngày mắng chửi em, nó không thương em nó. Quan trọng là nó để lấy được cái nhà kia một mình kìa. Đây, nó là cái đoạn này đây. Ký tên vào cái này này. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ rẽ bên tay trái. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quan trọng là bố này có cho mình về không cơ mẹ. Thử nốt cái ending này, cái good ending là đéo được rồi. True ending là gì? Hợp lý à? Không, lên mạng xem mấy ending khác thôi. Để lên mạng xem ôn ending xem nó như thế nào. I imagine you know now that I helped Lucilia kill the man. Ok anh ơi, không cần phải khuyên bảo gì em cả. Em về luôn. Chả có chị em béo gì cả, con đấy nữa rồi. Nó bị ma quỷ nhập rồi. Giờ lôi nó về thì nó cũng làm hại em sau này thôi. Nằm em vào vô vọng. Đây, đúng đoạn này rồi đấy. Cho em về luôn đi anh ơi, không phải nhiều lời đâu. Chúng ta từng nói chuyện này rồi mà. Sau khi giấu xác, thực hiện nghi lễ, nhưng tôi đã chạy trốn. Tôi tự nhốt mình lại và tôi luôn đợi họ đến tìm tôi. Cho nên sự thật là tôi không biết tại sao xác cô ấy vẫn còn trong nhà của cô, cũng không biết tại sao tôi còn sống. Hay là có một cái ending nào đấy chúng ta không giết một con lợn nào? Hãy tưởng tượng cô yêu em gái mình rất nhiều nhưng lại phải quay lưng rời đi. Hãy quên những gì đã xảy ra hôm nay và ít nhất hãy cứu lấy bản thân mình. Vì chạy trốn không phải xấu hổ. Rồi, em cũng chả xấu hổ gì nữa. Ơi, cảm ơn anh nhá. Về thôi các bạn ơi. Cứ kệ con em ở lại đi. Cứu nó làm đéo gì, cứu nó xong về nuôi nó tốn cơm ra. Về thôi. Xong hai đứa chết luôn. Không, cái này là good ending, nó bảo vệ được bản thân rồi. Về thôi. Đéo hiểu là được về không cơ. Thật, tầm này xấu hổ đéo gì nữa. Thế mà về thôi. Anh đã nói, anh đã có lời khuyên nhủ như vậy rồi, chẳng lẽ mình lại không nghe. Các bạn thấy anh ấy nói nhiều không? Tốn bao nhiêu nước bọt để mà khuyên nhủ mình quay về đi. Lúc nãy thầy bảo là phải nhập vai mà. Nhập vai thì quên mất là cái con nhân vật của mình ấy, cái vai của nó ấy là một con không thương em. Mình nhập vai nhầm rồi. Vừa rồi là mình áp mình vào nhân vật quá. Từ bỏ và rời đi. Rồi, đấy. Ôi, có một cái đoạn phim khác ngay. Tôi đã không thể vào trong ngôi nhà đó. Tôi đã quá sợ hãi. Đây mới là good ending này. Lia đã có thứ mà cô ta muốn. Cô ta vốn chỉ cần chiếm lấy cả hai chúng tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cả hai ngôi nhà, của bố và cả của cô ấy. Uầy, tự nhiên được hai nhà, hai cái sổ đỏ. Giường của Emma đấy. Tôi chỉ mong rằng Emma có thể tha thứ cho tôi. Tha rồi. Emma nó có để bụng gì mấy cái chuyện này đâu. 5 of 5. Đây là ending đến thứ 5. Abandon là gì? Bỏ rơi. Bỏ rơi. Đây là ending của tích. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ lên mạng xem nốt những cái ending còn lại xem nó như thế nào. Chứ còn để mà ôi còn tận 3 cái ending nữa, làm kiểu gì nhở? Ok. Stop đã này. Mình mở 4 với 5 rồi đấy. Mình mở 1 với 5 chứ. Ồ 1 với 5 à? Ờ 1 với 5, bây giờ thử nhá. Thử xem nốt những ending còn lại nhá.